Anh là một người anh trai thật là tuyệt vời. Nhưng giá mà đối với mọi người anh cũng tốt như vậy thì hay biết mấy. Trước khi rời khỏi đây, tôi chân thành khuyên anh điều này. Có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần em giúp đỡ. Nhiệm vụ quan trọng hơn? Ừ. Em có nhớ hôm mà em kể cho anh nghe, em thấy hắn ở trong căn nhà kho, mà người hắn toàn là bộ không. Anh có hỏi một người bạn làm cảnh sát hình sự, họ nói rất có thể đó là ma túy mà hắn đang sản xuất. Chị còn phải đi làm nữa, không thể nào tiếp tục ở mãi bên cạnh em được. Em nhìn đi nè, chị Thu Lại đó, chị thiệt là dễ thương, thiệt là xinh đẹp, lại còn giỏi nữa nghe. Chị Thu Lại sau này sẽ bầu bạn với em. Em không có chịu đâu, em không cho chị đi làm, chị phải ở nhà với em. Nè, chị sẽ nói cho em nghe một bí mật, em có muốn nghe không? Bí mật hả? Bí mật đó. Vậy đừng có nói cho ai nghe hết nha. Bí mật á là chị Thu Lại hát rất hay, múa rất là đẹp, và còn kể chuyện hấp dẫn hơn là chị nhiều luôn á. Chị đảm bảo em sẽ rất là thích chị Thu Lại. Nè em. Em thích chị Thu Lại. Nhưng mà em thích chị Hai hơn. Em muốn chị với em á cùng chơi với chị Thu Lại. Đồng ý luôn. Dễ mà. Vậy thì ba đứa mình sẽ cùng nhau chơi ha. Tới khi nào em quen với chị Thu Lại rồi, tới lúc đó chị mới đi làm ha. Ba chúng ta sẽ chơi chung với nhau bắt đầu từ ngày mai, em chịu không? Ôi, chắc là sẽ vui lắm đây. Đúng rồi. Em Mỹ Ngọc chịu rồi phải không? Em ghét chị. Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc ơi. Tôi xin lỗi. Mỹ Ngọc à, bà dở quá à. Tôi đã cố gắng lắm rồi đó. Mỹ Ngọc nè, em ăn kem đi để nó chảy hết, hết ngon đó. Chị Hai hứa là đừng có bỏ em đi thì em mới chịu ăn. Chị đâu thể hứa với em như vậy được, vì chị không muốn nói gạt em chút nào hết. Nếu chị hứa chắc chắn chị sẽ không có làm được. Em lớn rồi phải hiểu điều đó chứ. Em còn nhỏ, em chưa có lớn, mà em cũng không có muốn lớn nữa. Mỹ Ngọc, chuyện này mình nói sau nha. Bây giờ ăn kem cho thật vui vẻ nha. Nha. Vui vẻ. Ăn kem thôi. Em ngoan mà, vui đi mà. Nha. Ăn kem là phải vui. Ăn kem là phải vui. Anh ấy quyết định cho mình nghỉ việc rồi, nên mới mời người khác tới. Mình thì không thể xúi dục Mỹ Ngọc như là anh khiêm dặn được. Thanh Vân, cô sao vậy? Tôi không sao hết. Lát nữa về nhà tôi có chuyện muốn nói riêng với cô.
là phải vui. Ăn kem là phải vui lên. Phải vui lên chứ. Ăn kem đi. Phải vui lên mà ăn. Anh muốn nói gì với tôi? Đầu tuần sau cô vô công ty tôi nhận việc đi. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị hồ sơ. Sau này bổ sung cũng được. Nhưng mà... Cô đừng lo. Tôi đã hứa đảm bảo thu nhập hàng tháng của cô không thua kém ở đây đâu. Còn về vấn đề nhà ở, tạm thời sau giờ làm, cô có thể về ở nhà này. Nhà này? Tôi đi làm rồi về lại ở nhà này hả? Ừ. Thì trong thời gian cô chưa tìm được chỗ ở, nơi ở thích hợp thì cứ về đây ở. Đằng nào thì Mỹ Ngọc cũng không thể nào dễ dàng rời xa cô ngay lập tức. Tôi nghĩ cứ tập cho nó quen dần cũng là một cách tốt. Cho dù là vì tôi hay là vì em gái anh, tôi vẫn biết ơn anh. Nhưng mà tôi xin phép được từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ đàng hoàng nộp đơn vào một công ty nào đó, chứ không dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào đó để tiến thân. Khi chấm dứt công việc ở đây, tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm mọi người. Nếu được anh cho phép, còn việc ăn ở tại đây, tôi xin từ chối. Tôi đã nói tôi làm tất cả những việc này không phải là giúp đỡ cô, mà là vì em gái của tôi. Cô không hiểu hả? Mỹ Ngọc rất ngoan. Tôi tin là Mỹ Ngọc sẽ nhanh chóng thích nghi với người bạn mới. Mọi việc rồi sẽ bình thường thôi. Anh đừng quá lo lắng. Cô thật là ương bướng. Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều đãi ngộ từ anh. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Mai mốt tôi đi rồi, không biết còn dịp nào để nói lời cảm ơn với anh hay không. Nên hôm nay anh cho phép tôi nói trước nha. Ba mẹ tôi sinh ra có mình tôi à, không có anh em gì hết. Nhìn thấy tình cảm giữa anh và Mỹ Ngọc, tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi ước gì mình có được một người anh trai tốt như anh vậy. Đăng Duy, anh là một người anh trai thật là tuyệt vời. Nhưng giá mà đối với mọi người anh cũng tốt như vậy thì hay biết mấy. Trước khi rời khỏi đây, tôi chân thành khuyên anh điều này. Khi anh làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ tới gia đình của mình. Nếu anh làm việc xấu, chắc chắn sẽ có ngày anh phải trả giá. Mỹ Ngọc sẽ ra sao? Mẹ anh, dì Tư sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ cho họ hay chưa? Hay anh chỉ nghĩ tới những đồng tiền anh có trong hiện tại? Đăng Duy, tôi thật lòng khuyên anh hãy dừng lại. Xin anh hãy vì Mỹ Ngọc mà dừng lại có được không? Cô nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi trả giá cho việc xấu mà mình làm hả? Vì tôi đang làm trong mắt cô là việc xấu hả? Cô có nhìn thấy thành phố chúng ta mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt hay không? Những khu ổ chuột, những vùng đồng bưng sình lầy đã dần dần mọc lên những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm thương mại sầm uất. Rồi cô có thấy những căn hộ chung cư khang trang đẹp mắt? Cô có thấy không? Ừ. Đó là những việc mà tôi đã và đang làm. Cô cho là nó xấu xa sao? Tôi phải trả giá cho điều đó sao? Anh thừa biết tôi không nói tới những chuyện đó mà. Vậy cô muốn nói tới chuyện gì?
Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi xin anh hãy nhớ rõ điều đó. Thanh Vân, cô nói vậy là có ý gì chứ? Phụ nữ thật trắc trối, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đánh đố kiểu này thì mình chịu thua.